Liên quan đến vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, sinh viên Học viện Ngân hàng bị mất tích bí ẩn cách đây 3 ngày, tối ngày 26 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phong Phú, Thường Tín, Hà Nội cho biết, cơ quan công an bắt giữ một người đàn ông trú tại xã vì nghĩ có liên quan. Người dân tại xã Phong Phú cho biết, kẻ bị bắt là người nghiện ma túy. Cũng trong tối ngày 26 tháng 10, nhiều người kéo đến khu vực được cho là tìm thấy cặp sách và các giấy tờ của nữ sinh Trần Thúy Hiền gần chùa Yên Phú, xã Phong Phú, nơi nạn nhân bị mất dấu vết. Dù vậy, bố của nạn nhân khi có mặt và khẳng định chiếc cặp này không phải của con gái ông. Trước đó, theo trình báo sự việc của gia đình, vào khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 10, nữ sinh Hiền lấy xe đạp điện ở bến xe buýt để đi về nhà, theo lối từ quốc lộ 1A, tỉnh lộ 427B. Thấy con gái về nhà muộn, gia đình gọi điện thoại không được nên đi tìm và báo cơ quan công an Thường Tín. Theo ông Trần Trung Úy, bố nạn nhân, đến nay thông tin mới nhất gia đình có được qua kiểm tra camera nhà dân là hình ảnh nữ sinh cách nhà hơn 3 km. Được biết, từ thôn Yên Phú, xã Phong Phú về nhà Hiền còn khoảng hơn 3 km đường nhựa đi qua cánh đồng và đường đê sông Nhuệ. Đây là trục đường chính, không có nhà dân nhưng nhiều người qua lại và có đèn đường. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin lần sau.